Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tính năng quản lý playlist của phần mềm. Lúc đấy mình cũng có quay một vài clip không có âm thanh nhưng mà nó khá khó hiểu, nên là mình sẽ lồng tiếng của mình vào. Khi mọi người đăng nhập vào chương trình thì chúng ta sẽ thấy một cái biểu tượng mới màu đỏ đây, thì nó là chức năng quản lý playlist của phần mềm. Đó, chúng ta kích vào, đây là màn hình quản lý playlist manager. Thì ở đây thì chúng ta cũng sẽ add kênh mà chúng ta muốn quản lý, bao nhiêu kênh cũng được. Đó, chúng ta có thể quản lý rất nhiều kênh, nhiều playlist cùng một lúc. Đó, như bây giờ tôi sẽ ấn vào add kênh, chọn Gmail chính của tôi đã, cho phép. Ok, đó thì mail của tôi đã được gắn vào đây. Đó, và danh sách tất cả các playlist sẽ được liệt kê ở bên đây, cho đó có time này, desk này, và status là public hay private. Đấy, khi chúng ta chọn một playlist bất kỳ thì ở dưới thanh dưới sẽ liệt kê ra toàn bộ những video của playlist đó, và chúng ta có thể thực hiện chuột phải xóa video, add thêm video trong playlist này. Bây giờ tôi sẽ lấy ví dụ như là cái playlist này. Hiện tại có 5 video rồi á. Tôi thực hiện là add thêm video vào trong playlist đã có sẵn. Đây là playlist đã có sẵn đúng không ạ? Thì tôi xóa. Tôi chuột phải này, add video to playlist. Lúc đó phần mềm sẽ hiện lên một bảng nữa. Và chúng ta nhìn thấy ở đây tất cả những cái video đang có trong channel của mình. Vậy chúng ta sẽ add như thế nào? Ví dụ như là tôi có thể là chọn một video có sẵn để add vào thêm, hoặc là chúng ta có thể chọn random là bao nhiêu video trong cái kênh của mình. Ví dụ tôi lấy là 2 chẳng hạn, thì chương trình sẽ tự lấy random 2 video trong cái list video này để add vào. Và chúng ta có thể kết hợp thêm mà keyword là Mỹ Tâm. Ví dụ tôi lấy keyword là Mỹ Tâm. Đó. Và cái keyword này ấy, thì chương trình sẽ lấy bao nhiêu video khi mà tìm kiếm trên YouTube nó đứng ở top. Ví dụ như là tôi muốn lấy thêm 2 video của Mỹ Tâm mà trên top chẳng hạn. Ở trên top, mà sẽ kết hợp với phần mềm sẽ đẩy vào trong playlist của tôi. Với keyword này thì chúng ta sau khi chọn xong ấn process. Đợi một chút. Đợi một chút. Đã xong đúng không ạ? Đã hoàn thành, chúng ta có thể tắt đi. Playlist lúc ấy tôi add thêm vào là anh đây đúng không? Lúc ấy tôi add thêm vào video này, thêm random 2 video và thêm 2 bài của Mỹ Tâm đúng không? Bây giờ ví dụ chúng ta quản lý playlist ra sao? Ví dụ ở đây tôi muốn đổi tên cái playlist này, playlist mode. Yes. Một trạng thái sẽ là public link. Sau khi update xong tôi chuột phải chọn update playlist là update thành công. Ok, vậy thì tôi sẽ vào trong YouTube kênh của tôi đã. Mọi người nhìn thấy à, đây playlist 1 mà tôi vừa làm xong cập nhật vào ngày hôm nay. Đó. Đúng không ạ? Đây là một ví dụ. Chúng ta có thể thực hiện là việc xóa playlist. Tôi sẽ xóa tất cả playlist có chữ random thai này. Xóa.
Bây giờ chúng ta sẽ thử 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 một cái tính năng khác, đó là tự tạo playlist. Thực hiện chọn add video. Chúng ta quay lại cái kênh của tôi đúng không? Kênh của tôi. Quên trình quản lý video chứ. Trình quản lý video. Danh sách phát. Hiện tại thì tôi có 2 4 6 7 7 cái playlist đây. Đúng không? Vậy tôi đã tạo thêm một loạt những playlist mới như thế nào? Khi tôi chọn chuột phải đúng không? Chuột phải vào add video to playlist. Tôi xóa ID của kênh. Bây giờ tôi gõ vào cái số lượng playlist tôi muốn tạo, ví dụ như 5 playlist. Chọn video mà muốn gán vào trong playlist, ví dụ tôi sẽ chọn cái Phong Vân nhập ma tử chiến này. Cái này, cái video này ngày xưa tôi làm game Phong Vân nên là tự làm xong rồi tạo cái video này để đi VA. Thì ở chỗ keyword bây giờ tôi muốn gõ ví dụ như là Nui. Đấy. Và tôi sẽ lấy 5 10 đi. 10 video trong top của cái từ khóa Nui này để tạo ra 5 playlist, và trong đó trong mỗi playlist đó thì sẽ có cái video Phong Vân nhập ma tử chiến, Phong Vân nhập ma tử chiến Năng Vân Cốc rồi. Tôi chọn process. Quay. Đó. Các bạn nhìn thấy đây, trong danh sách của tôi đang bắt đầu tự tạo rồi. Đó. Tạo rồi, 3 rồi. 3 playlist. Ấy, xong hết rồi, sắp xong rồi. Xong. Đúng không? Thì trong danh sách playlist của tôi thì đã có, tôi kích vào xem thử. Đó thì sẽ là có Phong Vân nhập ma tử chiến, đấy là video của tôi. Còn tất cả như này là sẽ lấy 10 video có từ Nui mà trên đầu kích thử phát. Phong Vân vô địch ngày xưa tôi làm ấy. Rồi, ok, đấy là tính năng tự tạo playlist. Ngoài ra thì để tự tạo playlist thì chúng ta có thể chọn random số lượng video, có thể gõ vào 5 ở đây và tạo thì nó sẽ lấy 2 video random ở đây để đẩy vào trong playlist của mình, và hoặc chúng ta có thể chọn luôn cái video ở local, thì lúc đó phần mềm sẽ upload lên, sau đó thì gán video, ghép video vào, tương tự như vậy. Đó, đấy là cái tính năng và quản lý playlist. Thì đây là những cái sơ bộ về bản đầu tiên về quản lý playlist. Nó chưa được hoàn hảo, nhưng mà chúng tôi, phiên bản tiếp theo của chúng tôi về playlist thì nó sẽ cho phép là chúng ta tự tạo type của playlist, desk của playlist và status của playlist trên file Excel. Có nghĩa là chúng ta có thể trên file Excel có thể tự làm được, và chúng ta có thể đẩy trực tiếp vào đây thì phần mềm sẽ tự tạo. Thì trong cái buổi test lúc nãy tôi ngồi chơi tôi test thì ví dụ như là tầm 2000 playlist thì tôi tạo cũng mất tầm khoảng 2 tiếng, có nghĩa là rơi vào tôi ngồi tạo cũng 2000 playlist đó. 2000 playlist cũng mất cũng tiếng à, hơn 2 tiếng, còn 2 tiếng. Đây. Thì cơ bản là tính năng mới thì hiện tại chỉ có đến đây, và chúng đây 2000 playlist
Và thì rất mong là anh em có thể góp ý để phát triển phần mềm hơn nữa. Và sau cái tính năng này, khi hoàn thiện tính năng tạo và edit thì tất nhiên là sẽ có post view của bác Nguyễn Hà, và anh em có thể chiến và kiếm được tiền từ phần mềm này. Rất cảm ơn anh em đã lắng nghe.